Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã QR bằng hai cách. Cách thứ nhất sẽ tạo mã QR trên máy tính và cách thứ hai sẽ tạo trên điện thoại di động. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã QR trên máy tính. Bước thứ nhất thì các bạn sẽ nhập địa chỉ, đó là goqr.me. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn Enter. Thì sau khi nhấn Enter xong thì giao diện của nó sẽ xuất hiện như thế này. Thì ở đây các bạn để ý ở đây nó có 9 lựa chọn cho các bạn, đó là tạo mã QR cho đường link này, đoạn văn bản nào đó, hay là vi card này, vân vân, định vị vị trí gọi, hay là email, hay là wifi gì đó. Thì tùy vào mục đích sử dụng của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn các mục này tương ứng. Thì mình hay để ý vào cái lựa chọn đó là URL hay là đường link đấy, hay là lựa chọn đó là tạo mã QR cho một cái đoạn văn bản nào đó. Thì ở đây mình sẽ ví dụ, mình sẽ tạo mã QR cho cái đường link này. Mình sẽ copy cái đường link này. Sau đó thì mình sẽ chọn vào cái mục đó là URL. Đó. Sau đó thì mình sẽ nhập cái địa chỉ trong web vào đây. Mình dán nó vào. Đó. Sau khi dán xong thì nó sẽ tạo cho bạn một cái mã QR này. Thì các bạn sẽ nhấn vào nút tải xuống. Đó. Thì ở đây thì các bạn để ý cho mình chỗ phần kích thước thôi. Còn ở trên này thì các bạn để nguyên đấy này. Kích thước thì ví dụ các bạn muốn to hay nhỏ thì các bạn sẽ tích vào cái chỗ mà tương ứng để nó xuất hiện cái thông số cho các bạn. Còn không thì các bạn để ví dụ như mình để 400. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là tải xuống mã QR. Đây, mình sẽ chọn cái mục đó là JPEG, tức là mình sẽ lưu cái mã QR này ở dạng hình ảnh. Mình sẽ tích vào JPEG. Đó. Thì ở đây mình đã tạo sẵn một cái thư mục đó là mã QR rồi. Thì ở đây mình sẽ đặt tên nó là số 1 nhé. Sau đó thì mình sẽ nhấn lưu. Đó, như vậy là cái mã QR cho cái đường link website kia đã hoàn thành. Tiếp theo thì ví dụ các bạn muốn tạo mã QR cho một cái đoạn văn bản nào đó thì các bạn sẽ chọn sang phần đó là văn bản hay là text. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái đoạn văn bản như thế này. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ copy. Sau đó thì mình sẽ dán vào chỗ mục văn bản này. Đó, chờ một lúc thì nó sẽ xuất hiện cho cái mã QR cho các bạn. Và đến đây thì các bạn sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ nhấn vào tải xuống. Sau khi tải đặt các thông số xong thì các bạn sẽ nhấn vào JPEG để lưu lại. Thì ở đây mình sẽ đặt, giả sử mình sẽ đặt tên là số 2. Thì sau đây thì mình sẽ sử dụng cái điện thoại di động của mình để quét thử hai cái mã QR mình vừa tạo ở trên máy tính xong. Và đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã QR ở trên điện thoại di động. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã QR bằng điện thoại di động. Thì ở đây thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng tạo mã QR về điện thoại di động rồi. Thì để tải được cái phần ứng dụng này thì các bạn sẽ vào CH Play. Sau đó thì các bạn sẽ gõ từ khóa đó là tạo mã QR. Đây, thì hiện tại thì mình đã tải cái ứng dụng này, quét mã QR, tạo QR code. Đó. Thì nó có rất nhiều cái ứng dụng, thì các bạn thích cái ứng dụng nào các bạn tải cái ứng dụng đó về. Ở đây mình đã cài đặt sẵn cái ứng dụng này rồi thì mình sẽ nhấn mở. Sau khi mở ra thì giao diện nó sẽ xuất hiện như thế này. Nó sẽ gồm có hai phần, đó là phần tạo mã QR và phần quét mã QR. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần quét mã QR để quét thử hai cái mã QR mà mình đã tạo ở trên máy tính trước đó. Thì mình sẽ nhấn vào quét mã QR. Bây giờ mình sẽ hướng camera của mình đến cái mã QR mà mình đã gửi cho một cái điện thoại di động khác. Ví dụ mình đưa vào đây. Đó. Thì mình quét một cái mã QR, đó là cái địa chỉ website mà mình đã tạo ở chỗ cái phần mà tạo cái đường link đó. Thì nó sẽ có lựa chọn đó là mở bằng trình duyệt, chia sẻ qua email hay là chia sẻ qua SMS. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn mở bằng trình duyệt. Mình sẽ tích vào mở bằng trình duyệt.
Đó, thì nó sẽ tự động sẽ nhảy đến cái đường link mà mình đã tạo ra trước đó. Đây. Tiếp theo thì mình sẽ quét tiếp mã QR thứ hai. Đây. Đó, nó sẽ xuất hiện ra cái đoạn văn bản mà mình đã tạo trước đó là cảm ơn các bạn đã ghé thăm fanpage của mình. Đó, kèm theo cái đường link đó, cái đường link fanpage của mình luôn. Xong, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái mã QR nhé. Để phần tạo mã QR thì các bạn sẽ tích vào phần tạo mã QR. Thì ở đây nó cũng có một số lựa chọn, ví dụ như kiểu là tạo mã QR cho đường link này, danh bạ, văn bản hay là một ứng dụng nào đó. Thì ví dụ các bạn muốn tạo mã QR cho đường link thì các bạn sẽ nhấn vào link. Sau đó thì các bạn sẽ nhập cái đường link vào. Ví dụ mình nhập đó là tôi yêu hóa học.vn. Đó, sau khi nhập xong thì các bạn sẽ có thể tùy chỉnh cho cái màu cho cái mã QR. Ví dụ bằng cách có các bạn sẽ kéo ba cái màu cơ bản này, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh xanh dương đậm này. Thì các bạn kéo thay đổi như nào thì nó sẽ cho một cái màu tương ứng. Còn nếu không thì các bạn sẽ để mặc định nó là màu đen. Đó. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn vào tạo mã QR. Còn đây thì mình sẽ không, mình đã tạo trước đó rồi mình sẽ không tạo nữa. Còn ví dụ mình muốn tạo mã QR cho một cái đoạn văn bản nào đó thì mình sẽ tích vào văn bản này. Đó. Ví dụ mình muốn nhập một cái đoạn văn bản nào đó, ví dụ mình nhập tôi yêu hóa học này. Sau khi nhập xong tôi yêu học thì mình sẽ thay đổi màu cho nó. Đấy, ví dụ mình sẽ chọn là màu tím chẳng hạn. Đó. Sau khi thay đổi màu xong thì mình sẽ nhấn vào tạo mã QR. Đó. Thì sau khi nhấn vào xong thì nó sẽ xuất hiện cái mã QR cho các bạn. Thì ở đây nó có lựa chọn đó là chia sẻ hoặc là các bạn sẽ nhấn lưu. Để nhấn vào lưu thì đây mình tích vào lưu này. Nó lưu cái ảnh lại cho mình. Mở file lên. Đó, xem ảnh này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào gửi cho ai đó, gửi cho qua Facebook này hay qua Zalo hay vân vân. Đó. Thì cái phần đến phần này thì các bạn sẽ làm tương tự như mình làm các bước trước đó nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn lần sau. Xin cảm ơn.